Hello Nguyễn Thị Ngọc Anh. Có một số trục trặc về kỹ thuật nên bây giờ thầy mới lên sóng cùng với cả nhà. Hello. Các em giúp thầy share lại về tường xong tag các bạn vào trong video live stream này để mình bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay nhá. Hello Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ô mãi vẫn chỉ có 3 đứa thôi. Share nhanh lên nào các em. Share mạnh vào để cho các bạn cùng biết. Ôi nhưng đúng không? Đây. Các em có bị lát không? Hello Trần Phương. Hello Trần Phương, chào Nguyễn Thị Ngọc Anh. Mạng sao nhỉ? Rồi. Giờ thì chắc nét căng. Giờ thì chắc chắn là nét căng. Nét căng hơn Sony. Mạng đúng có vấn đề thật. Ở lag à? Ừ thầy cũng thấy nó đang lag. Thầy đang chỉnh cho mạng hết lag. Đang chỉnh cho hết lag của chúng ta. Ok. Ô mạng lắm thế nhỉ. Ôi mạng lắc kinh khủng luôn. Rồi chắc nét rồi. Thầy đang cũng không vào được mạng của thầy. Các thanh niên giúp thầy tag các bạn 2K1 trong video live stream này nhá. Giờ mình sẽ bắt đầu mình like 505 câu nhận biết thông hiểu. Giúp thầy tag các bạn 2K1 vào trong video live stream này xong rồi share lại về tường giúp thầy. Hello Trương Lâm. Chào Phát Mielin. Chưa thấy mấy thanh niên học trò. Các em share ở trong các nhóm các em làm thành viên giúp thầy. Tại vì là cái nick kia của thầy bị lại bị report. Nên là thầy chỉ có thể live stream bằng fanpage để giúp đỡ cho các em thôi. Thì live stream bằng fanpage thì có thể là nhiều bạn không biết trên fanpage này. Nên là phải nhờ các em share lại video live stream. Để cho các bạn ấy cùng biết. Cùng biết để chúng ta vào học buổi học ngày hôm nay. Ui mạng nhà thầy lag thế nhỉ. Các em có bị giật lag nào không? Còn điện thoại thứ hai thì không vào được. Mạng lag kinh khủng luôn. Hello. Nay mình sẽ live stream 505 câu nhận biết thông hiểu. À các em không bị lag à? Ok. Lê Trung Đức ơi, Lê Trung Đức giúp thầy share lại video live stream về tường trong tag các bạn vào trong video live stream nhé. Lê Trung Đức hình như là thành viên trong nhóm live VIP thế sao? Lê Trung Đức giúp thầy share trong nhóm live VIP nhé. Ok Nguyễn Ngọc Anh, ổn hả? Tốt, thank you. À rồi ok. Các em có nghe rõ thầy nói không? Mờ lắm. Cái này các bạn phát đi lên là bảo mờ lắm này.
Thầy đang không hiểu tại sao. Công nhận, tại vì thầy thấy nó rất là lác. Có bạn nào bị mờ như bạn Phát Mili không? Các em có thấy bị mờ như bạn Phát Mili không? Hello. Đây của thầy đang không có internet liên tục rồi. Chào Tâm Ân. À net net, ok Phát Mielin net, ok tốt. Các bạn đang theo dõi video livestream, share lại video livestream về tường giúp thầy nhé. Phát ơi, Phát share vào trong cái nhóm hoa cùng thầy Minh Mielin giúp thầy vậy. Nick Facebook của thầy bị out nên là không thể share vào trong mấy nhóm được. Giờ chị có nhờ các bạn thôi. Share lại cho các bạn khác cùng biết, các bạn cùng học. Ok. Mình bắt đầu chữa bài hôm nay nhá. Mình bắt đầu chữa bài ngày hôm nay. Uầy. Mượt như các A3 giờ các bạn sẽ ok. Mình chữa nhá. Uầy. Nó không làm được gì luôn. Sợ thật. À đây rồi, đây rồi. Giờ mới được. Thôi chúng ta bắt đầu nhá, chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu chữa 505 câu nhận biết thông hiểu. Hôm nay chúng ta chữa tiếp từ câu 161 trở đi. Là có 505 câu. Bộ rất kinh. Các em nhớ là tối nay chúng ta sẽ livestream skin nhá. Tối nay chúng ta sẽ livestream skin đấy bạn. Câu 161. Câu 161 có các phát biểu sau về carbohydrate. Số phát biểu đúng là, các em quan sát nhá. Glucose, em nhớ cùng trả lời xem là cái nào đúng cái nào sai nhá. Glucose và saccharose đều là chất rắn màu trắng có vị ngọt dễ tan trong nước. Glucose và sac đều chất rắn màu trắng có vị ngọt dễ tan trong nước, cái này đúng. Đúng chưa? Tiếp tục này. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng tiếp. Trong dung dịch, glucose và sac đều hòa tan siêu hấp 2 lần tạo thành phức màu xanh lam, đúng tiếp. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp cùng tinh bột và sen trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Tinh bột thì thu được alpha glucose, sen thì thu được beta glucose. Hai thằng này không cùng là alpha amino acid, à không phải cùng là alpha, không cùng là monosaccharide đâu nên là sai. Kiến thức thầy xem lại về tường tương tác các bạn trong video livestream nhá. Tiếp tục này. Khi đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NO3 thu được bạc, đúng. Glucose và sac đều tác dụng đối với hydro, chúng ta niken đun nóng tạo thành sorbitol, sai. Sac glucose là không thể tác dụng hydro tạo thành sorbitol được. Vậy F sai. Vậy mình có này. Số phát biểu đúng là 1 2 3 4. 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 4. Ok. Câu 162. Câu 162. Cho clo hóa PVC. Clo hóa PVC thu được một polymer. Clo hóa PVC thu được một polymer chứa 63,96% clo về khối lượng. Clo hóa PVC nhá, thu được một polymer chứa 63,96. Thế PVC là gì đã này? PVC là CH2 nối đôi CHCl đã. Được chưa? Thì anh này trùng hợp lên, đây là vinin của nó luôn. Nhiệt độ áp suất xúc tác trùng hợp nên thì tạo thành CH2 CHCl. Tất cả nợ. Được chưa? Vậy thì anh này đề bài nó là một phân tử clo phản ứng với K mắt xích. Vậy thì đặt nó là K đi. Giả sử K mắt xích phản ứng thì nó sẽ là C2K H3K CLK cộng với lại clo để tạo thành C2K H3K trừ 1 CLK cộng 1 cộng HCl. Ok. Đề bài đây nói rằng là trung bình một phân tử clo phản ứng với K mắt xích, giá trị của K là, thì ở đây biết rằng là phần trăm clo về 63,96% về clo. Vậy hoàn toàn chúng ta có này. K cộng 1 nhân với lại 35,5 chia cho 12 nhân 2K
12 nhân 2k cộng với lại 3k trừ 1 cộng với lại 35,5 nhân k cộng 1 thì bằng, đề bài cho chúng ta bằng 63,96, 0,6396. Đến đây mình tìm được k. Đấy, các em bấm máy tính giúp thầy xem k bằng bao nhiêu nhá. Các em bấm máy tính giúp thầy xem k bằng bao nhiêu. Bấm máy tính hỗ giúp thầy. K bằng bao nhiêu nhỉ? Giờ là nhờ bọn em thôi. Bấm máy tính giúp thầy xem k bằng bao nhiêu. K bằng bao nhiêu nhỉ? Cái chỗ này bây giờ thầy chợ thầy chịu rồi, phải nhờ các em bấm máy tính giúp. K bằng bao nhiêu? Ôi mạng quá lag luôn. Không hiểu tại sao. K bằng bao nhiêu? Ô, không bạn nào bấm máy tính được giúp thầy à? Nhà thầy mạng đang bị lag này. Âm 1 á, làm gì có chuyện âm 1, K bằng 3 này, đúng rồi chính xác, Diệu Lê K bằng 3. Thầy lấy đáp án bạn Diệu Lê nhá. Vậy K chúng ta bằng 3, làm gì có chuyện âm 1. Rồi, ok, phát myelin. K bằng 3, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Những câu chuẩn dễ thôi, không có gì khó khăn khó quá à. Chúng ta sang câu tiếp, câu 163. 163. Để phân biệt glucose với etenan thì dùng cách nào sau đây? 163. Để phân biệt glucose với etenan thì ta dùng cách nào sau đây? Thế chúng ta biết là glucose thì nó đều có khả năng, glucose là C6H6H12O6. Etanan thì là CH3 đây, glucose C6H12O6, etanan là CH3CHO. Thì thằng C6H12O6 này và CH3CHO đều có khả năng tác dụng được với glucose. Sorry, đều có khả năng tác dụng được với lại AgNO3 trong NH3. Đúng không? Thế thì không thể dùng phản ứng trắng gương để nhận biết là được. Dung dịch brom cả hai thằng này đều có nhóm chón nên đều là mất màu dung dịch brom. Đúng chưa? Thế thì chỉ có là tác dụng dung dịch CuOH hay là nhiệt độ phòng thôi. C6H12O6 là tác dụng với CuOH hay lần ở nhiệt độ phòng thì tạo dung dịch màu xanh. Còn CH3CHO thì không tác dụng với CuOH hay lần nhiệt độ phòng. Đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Còn tác dụng với CuOH hay lần nhiệt độ cao thì cả hai thằng đều cho ta kết tụa màu đỏ. Nha. Phát bị lỗi mất rồi. Không sao cả, sai là nhớ. Chúng ta sang câu tiếp, câu 164. Câu 164. Cho m gam glucose lên men thành ancolytic với hiệu suất bằng 75%. Cho m gam glucose lên men thành ancolytic với hiệu suất bằng 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch CO2 lần lấy dư tạo ra 500 gam kết tụa. Giá trị của m là. Thế ở trong cái câu này chúng ta cần lưu ý này. Glu này là C6H12O6 này. Hiệu suất 75% này. Thì thu được 2 lần CO2 đúng không? CO2 được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH 2 lần. Có ngay trên tường nhiều thầy nhé Trương Lâm. Ngay trên tường của fanpage nha. Ở đây là CaOH 2 lần dư. Thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa là 500 chia cho 100 thì bằng 5. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 bằng 5. Anh này bằng 5. Vậy suy ngược lại ta được 5 x 1 chia 2. 2,5. 2,5 nhá. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,75. Được bao nhiêu nhân 180? 2,5 này. Chia 0,75 này nhân 180 bằng 600. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok. 165. 165. Chọn câu sai. Sen và tinh bột không phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. Chính xác. Hàng này không phản ứng AgNO3 trong NH3 nhé. Tinh bột và sen có tính chất của ancol đa chức, tác dụng với CuOH lần. Hai thằng này không tác dụng với CuOH lần. Sai. Tinh bột và sen là những polymer thiên nhiên
có khối lượng phân tử lớn, đúng. Ở điều kiện thường tinh bột và sen là những chất rắn màu trắng tan nước, đúng. Vậy là chọn câu sai, thì là tinh bột và sen tính chất ăn côn đa chức, tác dụng với siêu hóa là sai. Tinh bột và sen không ăn với lại không ăn siêu hóa lần nhá. Câu 166. 166. Fructose không phản ứng được với fructose của chúng ta thì là có liên kết từ nhóm cetone. Vậy thì fructose thì có phản ứng trắng gương, có phản ứng tác dụng với COH hai lần, tác dụng với hydro tạo thành sorbitol, vậy không phản ứng với dung dịch brom. 167. Cho các loại tơ, số loại tơ tổng hợp là, thầy đã từng dạy các em là để nhớ về tơ tổng hợp chúng ta chỉ cần nhớ hai thằng, một thằng là tơ visco, một thằng là tơ acetat. Vậy ở đây mình có này, bông là thiên nhiên, capron là tổng hợp, sorry. Chúng ta cần nhớ hai thằng là thằng bán tổng hợp hay còn được gọi là nhân tạo là visco và acetat, capron là tơ tổng hợp, cellulose acetat là bán tổng hợp, tơ tằm là thiên nhiên, nitron là tổng hợp, nylon sáu gió là tổng hợp. Vậy mình có ba thằng tơ, số tơ tổng hợp của mình là ba thằng. Nhìn lại nhá, tơ tổng hợp nhá, được chưa? Tổng hợp vậy mình có này, 167 đáp án đúng đáp án B, ba anh capron này, nylon nitron này, nylon 6,6. Tốt, phát mê liền, chính xác. Sang câu tiếp, câu 168. Câu 168. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng là polymer trùng ngưng, các em lưu ý nhé. Polymer trùng ngưng, thế thì nó phải là phản ứng trùng ngưng. Phản ứng trùng ngưng thì không thể nitron à. Nitron là trùng hợp. Đây nitron này này, này. CH2 CHCN. Anh này là trùng hợp. Vứt. Được chưa? Tương tự như vậy, vinin có lò rua chúng ta vừa làm xong, nó là trùng hợp. Vứt. Thủy tinh plexiglass cũng vậy, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Bạn phát Mylin chính xác, rất tốt. Chính xác luôn. Câu 169. Câu 169. Các este có công thức phân tử là C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào? Các este có công thức là C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như nào? Thế chúng ta nhìn nhá. Este đầu tiên nó phải là este. Đây tất cả bọn này đều este này. Được cấu tạo từ axit và ancol tương ứng. Vậy là cái thằng nhóm OH cạnh nó ấy, nó phải là không chứa, nó phải là của thằng ancol đúng không? Đây. OH đính carbon không no được. Đây OH đính carbon. Đây là OH đính vào carbon no được, đây OH đính vào carbon không no vứt. À vứt. Được chưa? Bởi vì là không có ancol nào mà OH đính vào carbon không no cả. Tương tự này. Được. Không được vứt. Tương tự này. Anh này được. Anh này được. Anh này không được vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, bởi vì là có OH đính vào carbon no này, OH đính carbon no này. Nên vậy suy ra là chỉ có hai công thức được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức nào cấu tạo. Nha. Tiếp câu 170. Trong các chất dưới đây, chất nào là glycine? Trong các chất dưới đây, chất nào là glycine? Glycine thì có một nhóm COH, một nhóm NH2, đúng không? Đây hai nhóm vẫn này. Glycine phải đứng đầu mạch là phải alpha amino acid, đây không phải này. Anh này anh ala rồi. Nên loại tiếp, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Glycine này. Câu 171. Câu 171. Cho 0,1 mol. Cho 0,1 mol H2NC3H5COH. Xem nào. Đây ta có này. H2N này. C3H5 này. COOH tất cả hai lần này. Vào 150ml, đây số mol anh này 0,1. Vào 150ml dung dịch HCl. Số mol HCl bằng 2 nhân với lại 0,15 bằng 0,3. Cho NaOH dư. Thì mình có số mol NaOH phản ứng chính bằng số mol nhóm COH 0,1 x 2 cộng với số mol HCl 0,3. Đúng chưa? 2 nhân với lại 0,15 bằng 0,3 này. Số mol NaOH phản ứng bằng 0,1 x 2 cộng 0,3 thì bằng 0,5. Vậy đáp án đúng mình đáp án gì? Vũ Thu Phương chính xác, Phát Milin chính xác, rất tốt. Các em comment thật nhiều đáp án vào đây nha. Để cho các bạn cũng có thể nhìn thấy thầy live stream ở trên fanpage, để cho các bạn cũng có thể vào học. Tiếp. Câu 172.
Câu 172. Bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm hoặc truyền đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Thì nó chỉ có thể là đường glucose. Đáp án đúng đáp án. À, tốt, phát milin. Câu 173. Chất nào dưới đây không phải là ete? Câu 173. Chất nào dưới đây không phải là ete? 173. Chất nào dưới đây không phải là ete? Mình có này. Anh CH3COH là axit loại. Anh CH3COO CH3 là ete này, ete ete. Vậy không phải là ete là. Đề bài hỏi không mà. Đề bài hỏi không. Câu 174. Một ete có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng trắng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của nó là công thức nào? À, C3H6O2 này phản ứng trắng gương. Trắng gương vậy đầu nó là phải đầu HCO đúng không? Đầu HCO. Vậy anh C không trắng gương, anh D không trắng gương này, vứt này. Công thức cấu tạo C3H6, anh này là C4 rồi, vứt tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B, HCOOC2 nào. Câu 157. Hợp chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là, anh này là gì nhỉ? Etin 123 propionat. Etin propionat, đáp án đúng chúng ta đáp án C. Pháp đúng chính xác nhỉ. Mai Ba Tín chính xác, Diệu Lê chính xác. Các em comment đáp án lại đây nhá. Câu 176 này. Cho các polymer sau. Loại tơ có nguồn gốc sen. Sợi bông là nguồn gốc sen rồi. Đúng không? Tơ gì? Tơ visco cũng sen, tơ acetate cũng sen. 156 có 1 có 5 có 6. Không có. Không có 7. Thằng nào có 7 vứt. Đây có 1 có 5 có 6. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? 1 3 5 6 sợi đay cũng là sen, đúng không? 1 3 5 6 đáp án đúng đáp án D. Ok, Vũ Thu Phương chính xác. Chi Kỷ chính xác. Phát chính xác, Mai Bà Tín chính xác. Câu 177 nè. Tơ nào dưới đây là tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo là tơ bán tổng hợp. Nhân tạo là bán tổng hợp. Bán tổng hợp thì chỉ có visco và acetate thôi. Caplon rông vứt, tơ tằm vứt, nitron vứt. Vậy chỉ có thể là cellulose acetate. Câu 178. Làm bay hơi 3,7 gam ete nó chiếm thể tích bằng 1,6 gam oxy. 3,7 gam ete mà nó chiếm thể tích bằng 1,6 gam oxy. Vậy thì mình có là số mol của ete. Nó bằng số mol của oxy. Vậy là bằng 1,6 chia 32. 1,6 chia 32 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của ete bằng 3,7 chia cho em bằng 74. Ete phân tử khối bằng 74. Ete phân tử khối bằng 74 thì chỉ có một anh duy nhất thôi. C3H6O2. Được chưa? Vậy số đồng phân ete 0 cộng 2 1 cộng 1 0 có 1 2 có 1 1 có 1 1 có 1 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1 vậy 1 cộng 1 bằng 2. Vậy nó có 2 đồng phân. Đáp án đúng đáp án B. B bỏ. Câu 179. Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metilic thì công thức cấu tạo là. Được tạo bởi từ ancol metilic mà lại là C4H8, anh này C4 này, nhưng đây là ancol propylic vứt. Anh này ancol etylic vứt. Anh này ancol metilic lấy. Anh này ancol metilic nhưng thằng này là C4H8O2 cơ. Đây là C4 này, H8O2 thoải mái. Đây là C4H6 vứt. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu 180. Câu 180. Ni lông 6,6 là. Ni lông 6,6 là. Hexa cyclohexan vứt. Không phải. Đúng không? Polyamid của acid adipic và esameti. Đây chỗ này là hexa. Hexametylendiamine, cái này đúng. Đúng chưa? Đồng phân thì thầy có skin tính đồng phân ở trên YouTube em nhá. Em có thể xem trên YouTube để xem lại được. Câu 181. Câu 181. Cho 3,52 gam chất C4H8O2. C4H8O2. 3,52. 3,52 chia cho 88. 0,04 mol. 0,04 mol. Tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH.
ta tìm được số mol NaOH bằng 0,6 nhân 0,1 bằng 0,06. Sau phản ứng cô cạn thu được chất rắn, vậy chất rắn chúng ta là RCOONa. Số mol 0,04 và chúng ta lưu ý một điều rằng là vẫn còn cả NaOH dư. NaOH dư bằng 0,06 trừ 0,04 bằng 0,02. Khối lượng mol này bằng 4,08. Vậy hoàn toàn mình được 0,04 nhân với lại R cộng 67. Thầy like sớm quá, em dậy giờ buồn ngủ lại rồi. Rửa mặt đi tuyết nhỉ. Cộng 0,02 nhân 40 thì bằng 4,08. Đến đây mình tìm được R bằng 4,08 trừ đi 0,02 nhân 40 bằng chia 0,04 bằng trừ 67 bằng 15. R bằng 15, vậy chắc chắn đầu của nó là đâu? CH3 CO C4 trừ đi 2 thì còn là C2H5. CH3 CO CH5. Đáp án đúng đáp án C. Câu 182. Thì hôm nay thầy chưa đến câu 200 nhá. Có nghĩa là chúng ta còn 300 câu nữa. Polymer nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polymer với nhựa bakelit? Nhựa bakelit thì nó phải là cấu trúc mạch không gian, vậy là cao su lý hóa. Câu 183. Cho m gam tinh bột lên men. Tinh bột là C6H10O5. Lên men thành ancol nitric hiệu suất 81% 0,81. Thu được 2 lần CO2. Toàn bộ lượng CO2 thu được cho vào ong dịch nước vô trong dư là CaOH 2 lần dư. Thì thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CO3. Và dung dịch Y, dung dịch Y đun được 150g kết tủa nữa thì chắc chắn nó là CaHCO3 2 lần. Đun nóng được 150g kết tủa nữa là CaCO3. Chỗ này là 1,5 này. Anh này bằng 2,75 này. Các lưu ý điểm này. Ở đây thầy đi bảo toàn các canxi 1,5 x 1 thì anh này bằng 1,5. Đến đây bây giờ thầy đi bảo toàn carbon 1,5 x 2 bằng 3. 3 cộng 2,75 bằng 5,75. Vậy số mol CO2 bằng 5,75. Suy ngược lại ta được 5,75 x 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,81. 5,75 này chia 2 này chia 0,81 này bằng này. Được chưa? Nhân 162 này. 575. Đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Đấy. Bạn nào chưa xem lại về tường, xem lại về tường ngay giúp thầy nhá. Câu 184. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử NaOH? À, lại skin đếm đồng phân rồi. Bao nhiêu đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử NaOH? Vậy mình có 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 3 4 5 2 4 8 0 1 2 thì chỉ có 1. 3 có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là có 4 đồng phân. 4 đồng phân este thôi. Đây là tác dụng đối với NaOH thì cả đồng phân axit nữa. Thế là 3 có 2 nữa, 4 cộng 2 thì bằng 6. Vậy là cả 6 đồng phân đều tác dụng đối với NaOH, cả este và cả axit. Đáp án đúng đáp án C. 185. 185. Cho các tơ sau có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamid? Polyamid thì nó có nhóm NHCO nhá. Cellulose acetate không có. Capron có, nitron không có, visco có. Visco không. Visco là cellulose nhúng vào CH2. Nylon 6,6 có. Vậy chỉ có capron và nylon 6,6. Đáp án đúng đáp án C. 184. C 185. C 186 này. Thể tích của dung dịch axit nitric cần vượt đủ để sản xuất được 59,4 kg cellulose trinitrate hiệu suất 80% là axit nitric là HNO3 này 3 lần này, để tạo thành cellulose trinitrate này một thằng này 59,4 chia 297, phân tử khối nó bằng 297 mà 59,4 chia 297 bằng 0,2. Vậy ngay tức mình suy ngược lại, hiệu suất là 80% 0,8. 0,2 nhân 3 bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia, 0,6 chia 0,8. 0,6 chia 0,8. Nhìn kỹ nhá, bằng này, đây là số mol này. Nhân với lại 63. Giá ra m dung dịch. Ra m chất tan này. Chia cho 0,63 là ra được m dung dịch này. À, chia cho 1,4 là ra thể tích 53,57. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C.
186 đáp án C nhá. Câu 187. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là: có thể dùng nước brom để phân biệt glu và phlu. Đúng chính xác, glu thì làm mất màu dính từ brom, còn phlu thì không. Trong môi trường bazơ, glu và phlu có thể chuyển hóa lẫn nhau. Thực ra là trong môi trường bazơ, phlu chuyển thành glu chứ glu không chuyển thành phlu. Đúng chưa? Chứ nó là chuyển hóa lẫn nhau thì chưa chuẩn. Sai. Tinh bột và sen là đồng phân cấu tạo của nhau. Sai. Tinh bột và sen phân tử khối khác nhau, không thể là đồng phân cấu tạo. Sai. Ghi nhầm. Khi đun nóng, glucose bị khử bởi dung dịch AgNO3 tạo ra bạc. Vậy chúng ta chú ý này. Bạc cộng về bạc không, bạc đóng vai trò là chất oxy hóa. Thì glucose phải đóng vai trò chất khử. Chất khử thì phải là bị oxy hóa, chứ không thể bị khử. Vứt. Sai tiếp. Trong dung dịch, glu và phlúc đều hòa tan CO2 lần nhiệt độ cao trong dung dịch xanh lam, chính xác. Trong dịch, phlúc tô tồn tại chủ yếu dạng màu 5 cạnh, alpha và beta. Chỗ này là beta. Phlúc, đúng rồi, chính xác. Vậy thì có này, 1, 2, 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 188. Câu 188. Tơ nitron bao nhiêu? Thầy bấm nhầm á? 186 Hàn Tử à? Hello Hàn Tử. Thầy bấm nhầm để thầy xem nhá. 59,4 chia cho 297 bằng. Rồi này. Nhân 3 này, bằng này. Chia cho 0,8 là hiệu suất này. Được chưa? À, được bao nhiêu nhân với 63 là ra m chất tan. Chia cho 0,63 là ra m dung dịch. Được chưa? V bằng M trên D. Chia cho 1,4 bằng 53,57 Hàn Tử ạ. 53,57 đáp án C em nhé. Không phải D đâu. 42,86 không phải. Hình như chắc là chỗ 42,86 này em chưa chia cho 0,8 rồi. Phải chia cho 0,8 nữa. Vậy đây là 8, hiệu suất 80% Hàn Tử. Câu 188 nào. Câu 188. Ni lông 6,6 có tính dai bền, mềm mại, ống mượt, được dùng để giặt vải. Để dùng để giặt vải, may mặc, dệt vải, may mặc. Ống mượt, vì không thể là polyester, không thể acetate, không thể visco được, mà chỉ có là polyamid. Câu 189. Ứng với công thức phân tử. 189. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 bao nhiêu amino acid ở đồng phân cấu tạo của nhau. Vậy thì có này, mạch chính này. Đây thì CH đây. Hoặc là đây, đúng không? Bao nhiêu amino acid là đồng phân cấu tạo của nhau? Thì chúng ta lưu ý này, điền nhóm NH2 vào gì? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ta có 5 amino acid. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 190. Câu nào sau đây là không đúng? Câu nào sau đây là không đúng? Peptide có thể bị thủy phân không hoàn toàn trong các peptide không hoàn toàn thành các peptide ngắn hơn. Đúng, chính xác. Khi cho CO2 lần vào lòng trắng trứng thì xuất hiện màu tím đặc trưng. Đúng tiếp. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ bị đông tụ. Chính xác. Hợp chất thuộc loại peptide. Sai này. Peptide phải được tạo bởi từ alpha amino acid. Alpha amino acid là nhóm CH2 và nhóm CO cùng đính một carbon, đây khác nhau. Để không thể thuộc loại dipeptide được. Vậy ở đây không đúng là gì? 191. Tiến hành 4 thí nghiệm sau. Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa là: nhúng sắt và sắt 3 không, nhúng sắt và đồng có, nhúng đồng và sắt 3 không, sắt đồng nhúng HCl có. Vậy thì chỉ có 2 thôi, 2 và 4. Đáp án đúng, đáp án B. Câu 192. 192. Cấu hình E lốc ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là. Hello bất cần đòn. Bất cần đời xe lại về tường giúp thầy nha. Chào cả nhà. Mình có này, kiềm thổ của mình là NS2 đúng không? Vậy đáp án đúng, mình là đáp án D. NS2. Câu 193. Cho bột sắt và AgNO3 dư. Chú ý là AgNO3 dư. Vậy chắc chắn phải có AgNO3. Đúng chưa? Và do AgNO3 dư nên không thể tồn tại mối sắt 2, bởi vì sắt 2 tác dụng với lại bạc của cộng luôn. Ngoại tiếp. Vậy trong dung dịch của mình chỉ tồn tại mối sắt 3 và bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án D.
Còn nhá. Còn nhá Diệu Anh Nguyễn. Thầy vẫn còn. Nhưng mà đợi thầy phải lấy lại nick Facebook kia đã. Có 194. Thầy bị block nick Facebook kinh khủng quá. À, trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tụ ALOH 3 lần? Thằng này dư thì không bao giờ thu được kết tụ AOH 3 lần. Các em cứ nhớ là AOH và dư không bao giờ thu được kết tụ ALOH 3 lần. HCl cũng vậy, dư không có. NH3 đến dư vào thì được, bởi vì kết tụ ALOH 3 lần không tan trong NH3. Đáp án đúng đáp án C. Câu 195. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Glu vào CO2 2 lần là điều kiện thường. Điều kiện thường thì nó là phản ứng tạo phức, không phải oxy hóa khử. Glu và AgNO3 trong NH3 dư đun nóng thì mình thu được bạc. Chính xác thu được kết tụ oxy hóa khử đấy. Glu với hydro đun nóng. Chính xác. Đun nóng dịch xác và axit vô cơ xúc tác không? Vậy chỉ có B và C thôi. Hai. Câu 196. Một cái tệ x của công thức phân tử là C4H8O2. Khi thủy phân x trong môi trường axit thu được axit propionic. À, axit propionic là C2H5COH. Vậy đầu phải C2H5. Thằng này được. Anh này CH3 vứt. Đúng rồi, nhỏ từ từ đến dư. Vứt tiếp. Đây là C4H8O2, vậy 4 carbon 1 2 3 4. Đáp án đúng đáp án gì? Anh này 1 2 3 4 5 vứt. Câu 197. Thầy nhắc lại hôm nay thì chưa đến câu 200 nhá. Thủy phân 119,7 gam sắt. Sắt mình tìm được số mol. 119,7 chia cho 324 bằng. Sorry, 342. 0,35. Với hiệu suất 92%. Thu được sản phẩm chứa M gam glucose, một thằng glu thôi. Vậy mình có 0,35 nhân 0,92. Nhân 0,92 bằng thuận nhân 0,35 nhân 0,92 nhân với 180 ra khối lượng glu 57,96. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 199 cho sơ đồ chuyển hóa, các em thấy không? Khi mà các em học cực kỳ trâu và cực kỳ chất thì chúng ta hiệu quả chúng ta làm rất cao. Sáng nay chúng ta làm vù phát đã làm được 40 câu đúng không? Câu 199 cho sơ đồ chuyển hóa, chất Y và T có thể lần lượt là Fe cộng oxy nhiệt độ thì tạo thành Fe3O4 này. Fe3O4 cộng CO thì lại tạo thành Fe. Fe cộng FeCl3 thì tạo thành FeCl2. À, cảm ơn Hàn Tử. Chất nào sau đây monosaccharide chính xác glucose? Thầy chưa nhìn thấy có 197. Cảm ơn Hàn Tử nha. Vậy đề bài hỏi chúng ta này, Y và T. Y là sắt. Được chưa? Và T là gì? FeCl2 cộng với T để tạo thành FeNO3 lần. Vậy chắc chắn trong này có NO3. Đúng chưa? Thế thì sắt 2 thì không thể tác dụng đối với đồng được, nên loại. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Sắt 2 tác dụng với bạc. Ui, tinh nhỉ? 59,96 đúng rồi, mắt thì lé đấy. Đáp án A, cảm ơn, chi kỷ. Chính xác. 200 các số oxy hóa thường gặp của sắt là gì nhỉ? Dương 2 và dương 3. Ok. Đấy, sáng nay mình đã chữa xong đến câu số 200 rồi. Sắp tới thầy sẽ up lại cho chúng ta cái link... Không đúng em ạ, 57,96 thì vừa nãy thầy nhầm đấy, đáp án A thật. Chắc là trong ngày hôm nay thầy sẽ up cái link full, ghép full 200 câu trong bộ 505 câu nhận biết thông hiểu lên trên fanpage của thầy. Các em nhớ chú ý tag và share các bạn vào trong fanpage nhá. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em đi học đi nhá. À, file đề ở ngay trên tường nhà thầy nhá. File đề của thầy ở ngay trên tường nhà thầy nhá. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà.